làm rớt nạ a hi hi đồ chó. Ok, và hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Giờ vào mình lên rồi. Giờ vào hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái đoàn tàu và nó chạy mãi mãi và không bao giờ dừng lại. Cái đoàn tàu đường ray đấy. Cái đoàn tàu này này. Đó. Khi nó đã lăn bánh rồi thì các bạn sẽ không bao giờ làm nó dừng lại được. Chỉ khi có khi nào mà các bạn đập cái xe mỏ này đi thì nó sẽ dừng lại. Đó, mình gọi cái này là xe mỏ không thể dừng lại thì nó nghe nó không hay cho lắm. Nên mình quyết định đặt như vậy, ok. Rồi, và đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị một khu đất rộng 3x3. Đó. Rồi. Rồi, ok. Sau đó các bạn lấy một block phát sáng để ở đây. Và ở đây. Rồi các bạn đập phần giữa đi. Rồi các bạn xây bằng block đá đỏ. Rồi các bạn chuẩn bị thêm, đó chính là cái đường ray có nút bấm và một cái đường ray năng lượng. Đường ray mà làm bằng vàng đấy, mà nó giúp tăng tốc cho cái tàu như thế này này. Đó. Bên đây các bạn đặt một cái block bình thường. Đó, block bình thường thôi. Và một lưu ý nữa, đó chính là các bạn chỉ có thể áp dụng được cái này khi mà nó đấy. Đó chính là hướng của mặt trăng, lúc mà mặt trăng nó mọc lên và nó lặn xuống ở đằng này này. Đấy chính là cái hướng mà mặt trời với mặt trăng nó lặn xuống. Thì các bạn chỉ có thể xây cái đoàn tàu này ở cái hướng đấy thôi. Ở cái hướng mà mặt trời và mặt trăng nó lặn xuống đấy. Còn nếu không thì đoàn tàu này nó sẽ bị lỗi. Và tiếp theo thì các bạn cần đặt một cái command block ở đây. Ở phần góc bên cạnh cái đường ray có nút bấm này. Ngụ ý là khi mà các bạn đặt cái MyCat lên thì nó sẽ phóng vụt đi. Và nó sẽ kích hoạt cái command block này. Đó. Và bước cuối cùng của chúng ta đó chính là các bạn cần ghi một lệnh. Một lệnh thôi. Rồi. Các bạn ghi theo mình nhé. Ok, và đây là lệnh nhá. Nhầm số 4. Đáng lẽ phải viết số 3 mới đúng chứ. Đó. Và mình xin nhắc lại một lần nữa. Đó chính là nó chỉ có thể đi theo hướng mặt trăng thôi. Chỗ mặt trăng với mặt trời lặn đấy. Chính là hướng này. Chỗ mà mặt trăng nó đang lặn xuống này. Đó. Còn nếu các bạn đi bằng hướng khác thì chắc chắn nó sẽ không được. Và nó sẽ bị... cái máy nó sẽ bị lỗi và vỡ nát hết ra. Rồi, và các bạn nhìn nhá. Mình sẽ đặt một cái xe mỏ lên đây. Đấy, nó sẽ tạo ra một cái đường ray tiếp theo. Bây giờ mình sẽ ngồi lên và đi thử. Này. Đó, đường ray sẽ liên tục được tạo ra. Và nó sẽ trở thành một cái đường xe vô tận. Và nó sẽ không bao giờ ngừng lại. Đó, các bạn nếu muốn nó dừng lại đấy thì các bạn cứ đập cái xe này đi là hết. Đó, nó sẽ ngừng lại. Oh shit. Rồi, ok, nó ngừng lại rồi. Còn nếu mà các bạn đấy, các bạn mà cứ để cho hai cái xe kia nó đi thì nó sẽ tự động kích hoạt mấy cái command block và nó cũng cứ thế nó đi mãi thôi. Bây giờ mình sẽ đuổi theo xem nó dài đến mức nào. Nó bây giờ thì mình đã không thể nhìn thấy cái chỗ lúc mà mình xuất phát là nó ở đâu rồi. Bởi vì hiện tại là rất xa rồi. Đó, mình đi đến đâu thì đường sẽ được tạo đến đấy. Và đường đằng sau thì nó dài dường như là vô tận luôn.
Nếu bạn muốn đi trở lại thì bây giờ là hơi muộn rồi. Vì nếu các bạn đi trở lại thì sẽ mất một thời gian rất là lâu. Nên giờ thì các bạn cứ mà liệu mà chạy đua với mặt trăng đi. Ok, và nếu các bạn thích cái video này của mình hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các cái video mới nhất và cũng như là để ủng hộ mình. Ok, bye bye. Đó, và đoàn tàu thì vẫn đang được khởi hành và nó sẽ kết thúc quãng đường của nó ở Pha Lan, và mình cũng không biết là bao giờ nó đến Pha Lan nữa. Có thể là 1-2 ngày hoặc là vài năm nữa nhưng mà mình cũng không biết. Ok.